trong người cháu có suy giảm, còn có 3,2 bác sĩ bảo là suy thượng thận do dùng thuốc. Nghĩa là nhưng mà nó phải có tại vì sao chứ mày mới đi tiêm chứ ở cái đứa này. Cháu là cháu bị đau chân đấy, cháu chỉ có bị đau chân thôi, cháu nhức mỏi chân tay đấy ạ. Đau nhức mỏi chân tay xong bắt đầu tiêm bác sĩ ở quê. Vâng. Ngày nào cũng tiêm hay như nào? Tiêm 2 tuần. 2 tuần liền. 2 mũi. Vâng. Mỗi ngày 2 mũi. Vâng. Và tiêm thì có đỡ chân không? Tiêm thì đỡ. Tiêm phát đỡ ngay đúng không? Tiêm phát đỡ luôn. Ờ. Bây giờ người cháu thì nó bị hụt hơi, khó thở. Xong thì nó chân tay nó đéo hết đi. Thôi, bây giờ như này này. Cháu cũng không phải lo lắng quá mức nhá, được chưa? Đầu tiên là đã đi ra bác sĩ, người ta kiểm tra, người ta xét nghiệm cái nồng độ cái corticoid nó giảm sút đúng không? Thì nó thấp hơn bình thường rồi, bởi vì xét nghiệm nó thường là xét nghiệm corticoid nó xét nghiệm từ buổi sáng, từ khoảng 8 đến 10 giờ sáng là cái nồng độ cao nhất để người ta tính, đúng không? Và bây giờ các bác sĩ người ta kiểm tra da của cháu rồi thì cháu không lo lắng lắm nhá. Gửi tất cả kết quả qua Zalo cho chú nhá, để chú xem, và cũng gửi cả những cái kết quả bác sĩ ở Tây y người ta chuẩn đoán và người ta đưa lên kế hoạch điều trị, được chưa? Mình phải tôn trọng người ta đi. Hai nữa là gì? Muốn nhanh thì phải từ từ. Cái gì? Không, bác làm gì có thời gian, cái đứa đấy một cười tất nhỉ. Sao bục phát mày cứ nói thế, để tao bảo sắp sửa giờ ăn cơm rồi. Để chú nghỉ ngơi chứ. Cứ gửi vào đấy, và tối có thời gian thì gọi lại cho chú để chú kiểm tra, xong rồi chú kiểm tra cho lên kế hoạch, và cũng không phải nặng lề. Ví dụ như là nhỡ cái ông ở bác sĩ ở quê ông chỉ tiêm một ngày thôi, nhưng mà ông ấy vấn đề là của cháu có dấu hiệu của suy thận trước thì sao, cho nên bây giờ đổ tội cho ai là đều là không được. Mình không nặng lề cái việc đấy, và bây giờ không may bị thì tôi giải quyết vấn đề nhá, và phải thả lỏng người ra, sẽ có cái phương pháp, cái có cách để điều trị nhá. Ok cháu nhá, chú chào cháu. Cứ bình tĩnh đi, không chết được đâu, đằng đéo là 80 tuổi đã chết mà cứ phải lo. Nhá. Cảm ơn chú. Ừ.